Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào Chư Tôn Đức Giáo Hòm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình ABC. Thưa quý vị, đây là chương trình Sống Đời Sống Phật. Và trong chương trình Sống Đời Sống Phật hôm nay, có Hòa Thượng Sasa Minh Quang, Viện Chủ Tu Viện Thiện Tường. Ngài hiện là Phó Chủ tịch Nội vụ kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng Pháp của Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại. Bên cạnh Hòa Thượng Phó Chủ tịch Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng Pháp là Hòa Thượng Thích Quang Lâm, Viện Chủ Tu Viện Pháp Âm. Ngài cũng là Phó Chủ tịch kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục của Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại. Và bên cạnh Hòa Thượng Phó Chủ tịch kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục là Ngài Chánh Kiến hiện đang hành hoạt ở tại Canada. Xin cung thỉnh quý Ngài hoan hỷ gửi lời chào đến quý khán thính giả của đài. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cảm ơn Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, Viện Chủ Chùa Điều Ngự và Diệu Pháp, người đã host chương trình này, cũng như kính lời chào Chư Tôn Đức như tất cả quý Chư Tăng Ni và Phật tử đang theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật của đài IBC. Chúc các vị nghe Pháp và vô lượng an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính chào Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại. Chúng con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Giáo phẩm Tăng Ni, và chúng tôi cũng xin kính gửi lời chào đến toàn quý khán thính giả trên đài IBC. Nam Mô Phật. Con kính lễ ông Chủ tịch Tăng Đoàn, kính lễ quý ông, kính chào quý vị. Mô Phật. Dạ. Nhưng cảm ơn quý Ngài. Kính bạch Ngài Chánh Kiến, Ngài cũng đã từng hành trì ở một số quốc gia như là Miến Điện, như là Thái Lan, v.v. Đó là những quốc gia mà hành trì phần đông đó, là theo cái truyền thống của Nam Tông, tức là Nguyên Thủy. Thì Ngài thấy Chư Tăng tại những cái quốc gia đó tu tập như thế nào, và mỗi ngày thì vấn đề sinh hoạt ăn ở v.v. ra làm sao, thì cùng tỉnh Ngài có thể chia sẻ. Dạ. Dạ Mô Phật. Ở cái show vừa rồi đó thì các ông cũng có nhắc tới cái hạnh đầu đà đó, thì con có nhớ là ở Thái Lan nó có một cái chùa ở Đông Bắc Thái Lan, và phần đông là Chư Tăng nước ngoài, Chư Tăng da trắng. Cũng có một số vị sư Thái Lan, họ ở chùa đó và lâu lâu tổ chức một cái tour đầu đà vô trong rừng, có khi là 60 vị. Nhưng mà khi vào rừng á, thì lúc mà chiều tối mà để mà đốt lửa lên để mà tránh côn trùng và thú dữ đó, thì ở cái chỗ ngồi của vị này không thấy lửa của vị kia. Thế là không phải giống như chúng ta mà tụm năm tụm ba lại mà nói chuyện. Và đặc biệt á, là trong kinh á, chúng ta phải nhớ rằng á, là Đức Phật dạy á, là đầu đà là phải tuyệt đối giấu kín, không có show up, không có đi trình diễn. Cho nên á, là nếu mà mình nói cho người khác biết á, thì tạm gọi là bất linh, nó không có linh. Có hai vị trưởng lão tỳ kheo ngày xưa tu ở hai ngọn núi, buổi chiều cái vị trưởng lão em á, đem một cây mía qua cúng dường vị trưởng lão anh. Ông anh từ chối, ông em mới hỏi anh hạnh đầu đà hả? Ông anh buộc lòng phải ăn cây mía đó để mà giấu cái hạnh của mình, rồi khi ông em về đó mới nguyện lại. Chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta phạm giới á, thì chúng ta mới có tội. Còn khi chúng ta đứt cái hạnh đầu đà thì chúng ta có thể nguyện lại, nó không có mang cái tội gì cả. Cho nên là khi mà chúng ta tu tập nói chung thì không có tự tán hủy tha khen mình và chê người, cũng không có khoe khoang. Chúng ta thấy rằng đó là người trần gian nói chung từ xưa đến nay và ở bất cứ nơi nào, cho dù là những nước quốc giáo hay không, thì thường có hai cái loại chính, cho dù là có tu theo Phật hay không, có hai dạng người chính là cái người thích sống ở nơi phồn hoa đô thị ồn ào náo nhiệt,
và có người thích sống ở nơi xa vắng, rừng núi hiu quạnh. Theo cá nhân của tôi thì tôi nghĩ rằng là cái dạng thứ nhất là cái người mà thích ồn ào á, thì có lẽ là nằm ở phần đông ở những cái nước châu Á. Cái lý do đơn giản là bởi vì là nhà cửa, đất đai, mặt tiền ở châu Á nó mắc hơn ở những xứ Âu Mỹ, mắc hơn ở những nơi hiu quạnh rừng núi. Nó ngược lại với châu Mỹ, với Âu Mỹ. Chúng ta thấy ở những cái xứ như châu Á hoặc là Việt Nam á, nhà cửa, đất đai, mặt tiền mắc hơn ở nơi hiu quạnh. Ngược lại ở những cái xứ Âu Mỹ này đó, ở những nơi yên tĩnh á, hiu quạnh đó, thì nó mắc hơn. Và chúng ta thấy sắc diện của người Âu Mỹ đó, nó khác hẳn người mình. Nếu mà chúng ta đi, ở đây tôi không có bài trò mê tín nhiều đa, nhưng mà nói một cách có khoa học đó, thì chúng ta nếu mà chúng ta đi có bói, ông thầy bói giỏi á, thì ông thầy sẽ xét quý vị theo ba cái căn bản chính là thanh sắc tướng, âm thanh đi đầu rồi đó, rồi đến sắc diện rồi đến tướng đi. Tức là tướng tự tâm sanh, cái tướng mình, cái tâm mình nó như thế nào, nó thể hiện ra bên ngoài như vậy. Và cái người Âu Mỹ họ không có biết Phật Pháp, nhưng mà họ, cái mức độ tham sân của họ nó ít hơn mình. Bởi vì họ ở cái nơi mà ít có cái điều kiện khởi tham, khởi sân lên. Họ thích ở những nơi hiu quạnh. Họ có cái giống như cái chủng tử thích ở cái nơi nhàn tịnh, độc cư. Cho nên tham sân của họ cũng ít hơn. Họ nói một cái điều gì đó, họ làm một cái điều gì đó mà họ nhắm rằng cái người nghe không vui, không có an lạc, thì họ sẽ không có nói, không có làm cái chuyện đó. Còn như chúng ta đó, chúng ta nếu mà chúng ta coi truyền hình á, mà thậm chí kể cả những cái phim tấu hài đó, ở Việt Nam mình có những cái clip tấu hài mà thích chửi mắng giả giọng Bắc Trung Nam này nọ các thứ, mà nhục mạ người khác để làm trò cười cho người khác, cái đó không phải là giáo dục, cái đó là phi giáo dục, phản giáo dục. Bởi vì làm cho người khác tham sân sanh lên, và chính mình cũng không có an lạc gì, nhưng mà họ lấy đó làm cho cười. Thì như vậy, tóm gọn lại cái đề tài đó, thì chúng ta là những người tu Phật, nếu mà chúng ta không có thể chọn được cái nơi nào có thể nhàn tịnh, độc cư để mà tu tập, không khoe khoang, thì ít nhất đừng có gần những cái người nào mà làm cho mình tham sanh lên nhiều, sanh sanh lên nhiều. Đức Phật gọi đó là có những phiền não do xa lánh được đoạn trừ. Ai mà nói một cái điều nào đó là mình nổi sân lên á, đừng có nhìn mặt người ta, tránh xa xa ra chút xíu, càng nhìn nó gọi là tâm sân bệnh sanh lên đó, rồi mình sẽ có những lời nói hoặc là hành động mà mình gỡ lại không kịp. Dạ, mô Phật con xin trình bày. Dạ, chúc cảm ơn ngài. Nhưng mà ngài có thấy là như ngài sống ở Canada rồi đi ăn uống rồi thì sao ạ? Mỗi ngày có phải đi xin ăn hay là sao? Con xa nước từ năm 98 tới nay đó, thì đi nhiều nước, chỉ có một, nếu mà nói về đi khất thực ở ngoài đường á, thì chỉ có một lần duy nhất thôi ở Canada. Và phải đi ở Canada đó, do cái thời tiết lạnh á, nó có hai lớp cửa ở trước cửa hàng đó, thì mở cái lớp cửa bên ngoài, đi vô lớp cửa bên trong mình đứng, đó là đi theo một vị sư lớn tuổi, ông hướng dẫn là đến một cái siêu thị của người Campuchia, người Hoa và Campuchia. Thì đó là đến cái nơi mà giống như họ quen sẵn rồi, đến đó rồi họ mới để một ít trái cây vô thôi. Chứ còn bình thường á, nếu mà mình đứng ở ngoài đường á, thì có thể nói là có khả năng chết cống á, là người ta đóng cửa, người ta cũng đi làm hết giống y như bên Mỹ. Cho nên đó là cái chuyện mà khất thực không có thể hành ở những cái xứ quá lạnh. Người ta đâu có biết mình đâu, trừ khi người ta thỉnh, người ta có lời mời mình đến nhà, rồi mình vô trong nhà rồi họ bày ra, họ bỏ cho mình bát. Thì đó chỉ là cái hình thức, duy trì cái hình thức cho nó vui thôi. Còn thực ra đó là con cũng mai phước có cái duyên là ở trong những cái chùa của Chư Tăng Tích Lan hoặc là Campuchia, thì có Phật tử ta đem đến hàng ngày, dạ, mô Phật. Chỉ trong trường hợp quả quằn lắm á, thì mới tự nấu ăn. Thực chất một vị tỳ kheo là không được phép nấu ăn. Nếu mà mình nói theo cái tướng của tội, bởi vì ngày xưa Đức Phật cấm không cho nấu ăn, sợ khi mình đốt lửa lên đó chết côn trùng.
Thì về tướng của tội là mình phạm, nhưng mà về tánh của tội đó là mình không có phạm, bởi vì mình nấu bây giờ bằng bếp ga, bếp điện các bạn. Dạ, mô Phật. Dạ, cảm ơn Ngài Thích Chánh Kiến rất là nhiều. Kính bạch Hòa Thượng Sara Minh Quang, Phó Chủ tịch Nội vụ kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hành pháp. Ngài nghĩ sao nếu ở cái thời điểm này Đức Phật thị hiện trên đất nước Hoa Kỳ, thì cái, những cái pháp phục hoặc giả là những cái phương cách tu tập nó có giống như là 2600 năm hơn tại Ấn Độ hay không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Cảm ơn Hòa Thượng đã đặt một câu hỏi rất là lý thú. Nếu giả sử như Đức Phật thị hiện ở cái thời đại này thì Ngài sẽ dạy chúng đệ tử đời sống sinh hoạt ra sao? Có nghĩ giáo pháp thì ba đời chư Phật không có thay đổi. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo là dạy của chư Phật, chứ không phải riêng gì của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên dù đời nào thì những lời dạy của Đức Phật đều đúng. Nhưng mà đứng về mặt sinh hoạt giáo chế thì con nghĩ Ngài cũng phải tùy theo hoàn cảnh xã hội đó. Bởi vì 2600 năm trước, như con đã trình bày trong tập trước ấy, thì Ngài ra đời ở trong cái hoàn cảnh xã hội, cái phong trào sa môn, phong trào thoát ly gia đình, sống khất thực, là đó là một phong trào phổ biến ở Ấn Độ và được quần chúng người ta, nhiều người ta hưởng ứng và thích hợp với thời đó. Còn thời này mình không có dám giả thiết như thế nào, nhưng mà ngược lại về giới luật đi, trong ngũ phần luật thì Đức Phật cũng nói tới tùy phương tùy ni. Tùy phương tùy ni tức là trong đó nói những giới luật nào là Đức Phật không phải là tánh giới á, mà trong những cái quốc độ mà không có thích hợp nữa thì Đức Phật cho phép mình bỏ. Hay là những giới luật nào, những nơi cái giới nào mình từng chưa chế, mà trong những cái quốc độ mà cần thiết để lập ra thì Đức Phật cho mình lập ra. Những cái điều đó tương ưng với tiểu tiểu giới khả xả, là tùy phương tùy ni ở trong ngũ phần luật. Cho nên chư tổ không ngừng nhưng mà lập ra thanh quy, mặc dù các ngài vẫn tôn trọng giới luật. Đó là cái mốc lịch sử, cái mốc thời gian, cái mốc để mà mình nhìn lại, để mình phản ảnh lại, để mình điều chỉnh. Nhưng mà không, tuy không có bỏ, nhưng mà các ngài có không ngừng để mà lập ra thanh quy để thích ứng. Và đó là điều tất yếu, bắt buộc. Nhưng chúng ta thấy như Phật giáo Nam truyền là cố gắng giữ lại cái đời sống Đức Phật đã làm những gì, mình cũng làm như vậy, sống như nào mình sống như vậy, cố gắng. Nhưng mà nói cố gắng vậy thôi, như Sư Chánh Kiến đã trình bày, có những cái quốc độ như Canada không thể nào đi khất thực mỗi ngày được. Thế nào mặc dù nhiều khi mình cũng duy trì những cái hình thức như vậy để tưởng nhớ lại, cũng tự nhắc nhở mình cái đời sống thiểu dục tri túc, cái tinh thần thức thực gieo duyên với chúng sanh, trên sinh giáo pháp Đức Phật để nuôi sắc giới thân tuệ mạng, dưới sinh cơm đàn na tính thí để nuôi dưỡng sắc thân này để tu học. Con nghĩ thì dù Đức Phật bây giờ ra đời, chắc đứng về mặt hoàn cảnh xã hội, Ngài cũng phải thích ứng, giống như Ngài đã thích ứng với văn hóa Ấn Độ cách đây 2600 năm trước, thì Ngài cũng phải thích ứng với văn hóa. Nếu ở Mỹ thì thích ứng văn hóa ở Mỹ, nếu ở Việt Nam chắc cũng phải thích ứng văn hóa Việt Nam. Nếu mà ở Châu Phi đi, Ngài cũng phải thích ứng văn hóa ở Châu Phi. Rồi mình nói không biết Ngài sinh ra chỗ nào, nhưng mà cái giáo pháp tinh túy đó, chư ác bạc tác chúng thiện vô hành, tự kịnh kỹ đó, con đường văn tư tu giới định tuệ, con nghĩ đó là cái tiêu chuẩn, đó là không có thay đổi bất gì bất dịch. Xin cảm ơn Hòa Thượng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Bộ trưởng Tổng Bộ Hoành Pháp. Cung thỉnh Hòa Thượng, Phó Chủ tịch Tổng Bộ trưởng Tổng Bộ và Giáo dục, thì Hòa Thượng nghĩ như thế nào nếu ở một cái xã hội mà cái thời tiết nó rất là khắc nghiệt, tuyết như là mùa đông chẳng hạn, rồi trong thời gian suốt 3 tháng mà nếu không có cái nơi để mà cư trú như là chùa, viện v.v. thì
nó có thích ứng được với cái đời sống của một cái người tu tập hay không, mà xin cùng thỉnh ngài ạ. Dạ, yeah, theo con nghĩ nếu mà cái thời tiết như là chẳng hạn ở Mỹ và Canada vào mùa đông suốt 3 tháng mà tuyết rơi nhiều như vậy và lạnh lẽo như vậy, nếu không có cái nơi để chúng ta có tinh xá, có chùa chiền để chúng ta tụ tập á, thì chúng ta sẽ không chịu đựng nổi với cái thời tiết. Mà chẳng hạn như bây giờ mà đối với thời tiết đó mà những cái đồ ấm chúng ta mặc không đủ thì ở ngoài trời chúng ta cũng không có chống chọi nổi, chịu đựng nổi với thời tiết đó, thì huống hồ làm gì mà để đi khất thực. Trong khi đó cái văn hóa ở tại xứ Âu Mỹ này thì tất cả mọi người đều đi làm và đóng cửa, chứ không có ai mà rảnh rỗi tối ngày ở nhà để chúng ta hành cước để đi bưng bình bát rồi đi khất thực vào cái mùa đông lạnh lẽo như vậy. Con nghĩ rằng cái sự hành đạo của tất cả đệ tử Phật á, một vị tỳ kheo đó, thì phải thích ứng với cái hoàn cảnh thì cái hiệu quả nó mới cao, và để đem lại cái tự lợi cho chính cái vị ấy và đồng thời đem lại cái lợi ích nhiều cho người khác nữa. Chứ nếu mà chính bản thân của mình mà mình hành trì mà nó là trở ngại lớn quá thì chúng ta cũng chưa có gặt hái được cái lợi lạc chính mình, cái tâm mình chúng ta. Cái tâm chúng ta, cái thân và cái tâm á, thì nó đi đôi với nhau. Cái thân nó cảm thọ gồm có ba. Ví dụ bây giờ lạnh lẽo quá thì nó là thuộc về khổ thọ. Nếu lạnh lẽo quá mà không có cái đồ ấm để chống chọi lại cái ấm á, thì chúng ta thấy cái này là một sự bức bách, một sự khổ thọ. Cho nên từ đó cái tâm á, nó không có yên. Vì chúng ta chưa có đạt được cái thánh quả, chưa chứng đắc, cho nên cái điều kiện, cái thời tiết, cái nhiệt độ nó cũng tác động, ảnh hưởng đến cái hoàn cảnh với một vị tỳ kheo rất là nhiều. Do vậy mà con nghĩ sẽ không thích hợp với cái việc mà đi khất thực trong cái xứ này. Dạ, cảm ơn ngài Hòa Thượng Phó Chủ tịch. Kính bạch ngài Thích Chánh Kiến, mục đích của cái việc tu tập là để thành đạo. Và với cái mục đích đó, tức là để giải thoát phiền não sanh tử khổ đau, nhằm độ thoát sự khổ đau của tất cả chúng sinh. Và Đức Phật đã thử rất là nhiều phương pháp, trong đó có 6 năm tu hành khổ hạnh. Mà ngài thấy rằng là cái phương pháp khổ hạnh ép sát không có giúp ngài đạt được những gì mà ngài muốn đạt. Cho nên ngài đã tu theo cái con đường trung đạo. Và khi mà tu trung đạo thì ngài ngồi dưới cổ Bồ Đề suốt 49 ngày đêm, phải không, để thiền định rồi chứng đạo. Và khi mà chứng đạo rồi á thì ngài mới ôm bình bát ngài đi hành pháp. Còn bây giờ nếu mà cái mục tiêu của chúng ta là những người chưa chứng đạo thì khi mà ôm bình bát đi khất thực thì theo ngài thì nó mang một cái ý nghĩa như thế nào? Dạ, A Di Đà Phật. Cùng thỉnh. Dạ, mô Phật, kính bạch quý ông. Kính bạch quý ông, kính thưa quý vị, là trong những cái tác dụng ý nghĩa của cái việc đi khất thực đó, trước tiên chúng ta phải nói đến cái chuyện giảm bớt cái ngã của mình xuống, cái ego của mình xuống đó. Cho dù mình xuất thân từ một cái gia đình đại gia, trung gia, bằng cố nông gì đi nữa, thì khi mà đi vô khất thực á, đều là ăn mày với nhau. Ý nghĩa thứ hai nữa đó là cái điều kiện để mà tiếp độ chúng sinh. Ở những cái chúng sinh, có những người ở vùng quê xa vắng, họ không có dịp đi chùa hoặc là họ không có hiểu cái vấn đề đó, thì họ chưa ít có dịp nhìn thấy sư thầy đó. Thì khi mình đi khất thực đó là họ có cái dịp, và họ nếu muốn có thể học hỏi Phật pháp. Con nhớ có một lần
Khi mà mới tu đó con đi khất thực ở khu vực Thủ Đức á, đứng trước cái nhà đó họ nghèo lắm, thì nghe cái tiếng bà già mới nói Út ơi mày vô mày coi có cái gì để bác cho ông sư không. Thì nghe cái tiếng nhỏ nó vét cái khập gạo, nó má ơi không còn gì để bác hết, thì con mới bỏ đi. Thì khi về chùa đó, ông sư huynh ông rầy ông nói phải đứng lì đây đó, họ sẽ có bất cứ một cái gì đó, cho dù là nửa trái chuối hoặc là một nén nhang hoặc là cái gì đó, họ làm phước để họ có điều kiện hưởng phước đổi đời. Thì mặc dù rằng ở những cái xứ lạnh á, mình không có thể thực hiện được cái pháp môn khất thực đó, nhưng mà trong những cái nước mà con đã đi qua đó, thì hãy nói là trên khoảng chừng 80 nước đó, thì con thấy ở Úc Chư Tăng thực hiện được cái pháp môn này rất là tốt. Nhất là vào ngày thứ ba có Chư Tăng da trắng và Chư Tăng Lào, Thái, thì đi xuống cái khu vực Kapramatta hoặc là khu vực mà gần chùa Hiền Quang đó, Bentow, đúng rồi, khu vực Bentow ở Sydney, hoặc là Kapramatta ở Sydney, mấy tỉnh bang khác thì không biết làm sao, thì các ngài có xuống dưới để mà đi khất thực, thì người châu Á và người nước ngoài họ đã biết đó là hình thức đi xin ăn. Chứ bây giờ ở Mỹ hoặc là Canada mình ôm mình bắt khất thực thì dân nhiều khi họ không biết, không biết rồi họ mình đứng ngoài đó họ cũng mệt mỏi á. Cho nên là có một lần có một vị sư đó cũng vui tánh hỏi con muốn ăn cái gì, cái vị đó sẽ đi khất thực đem về. Nhưng mà thực chất cái vị đó cầm mình bát đi ra ngoài siêu thị mua bỏ vô đem về thôi, chứ còn ở đây không có ai để bát đâu. Cho nên đó là mình phải tùy duyên hóa độ chúng sinh. Dạ, mô Phật con kính trình bạch. Dạ, cảm ơn ngài Thích Chánh Kiến đã có những cái chia sẻ qua những cái kinh nghiệm của mình, cũng như là Hòa Thượng Sa Tăng Minh Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hành Pháp, Hòa Thượng Thích Quang Long, Phó Chủ tịch kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục. Thì nói chung là theo cái sự chia sẻ của quý ngài, thì cái sự tu tập của chúng ta nó cũng phải tùy duyên để có những cái phương tiện thích ứng, bởi vì Đức Phật thì không có áp đặt chúng ta phải làm như thế này hay là như thế kia, mà tất cả đều là do cái căn cơ rồi mỗi một chúng ta phát tâm. Mà cái sự tu tập ở trong đạo Phật thì có nhiều cái phương pháp khác nhau, chứ không phải là chỉ có một phương pháp duy nhất. Do vậy mà khi mà chúng ta hiểu cái điều đó rồi thì chúng ta không có ngạc nhiên. Đối với người kia thấy rằng tu cái hạnh đó thích hợp với họ thì họ cứ nỗ lực là tu. Còn cái người khác họ thấy rằng tu cái hạnh khác nó phù hợp với cái đời sống của họ thì họ cứ nỗ lực là tu. Thì không phải là chỉ có một con đường duy nhất. Đức Phật dạy có nhiều con đường khác nhau, giống như là trăm sông đổ về biển. Và khi mà nhiều cái dòng nước hòa vào đại dương mênh mông thì chỉ có một cái vị, đó là vị mạng. Thì những cái pháp môn mà Đức Phật khai thị cũng thế, con đường tu tập thì có khác, nhưng mà cứu cánh thì chỉ có một, đó là giải thoát, không còn phiền não khổ đau nữa. Rất tiếc là thì giờ không cho phép chúng tôi đi xa hơn. Một lần nữa xin chân thành cảm niệm công đức của Chư Tôn Đức Giáo Phẩm và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm tăng trưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.